nhà có mỗi cái máy tính nhưng mà lại màn hình chỉ có Vega hoặc là máy chiếu chỉ có Vega thì chắc chắn rằng anh em phải mua một thiết bị, đó chính là cổng chuyển từ DisplayPort sang Vega rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ có đây, chính là thiết bị đấy. Em chuyển này thì chỉ có 15cm thôi. Nói chung là cũng khá ngắn nhỏ đấy anh em ạ. Giống như những cổng chuyển sang VGA khác. Màu thì màu đen và sẽ có tổng cộng là hai đầu kết nối. Một đầu DisplayPort đực để anh em cắm vào máy tính, sẽ có cả khóa nữa anh em nhé. Còn sẽ có một đầu VGA cái và sẽ có những cái lỗ để anh em có thể khóa đầu VGA vào. Rất là cứng cáp và chắc chắn luôn. Nói chung sản phẩm này cực kỳ hợp lý với những anh em nào máy tính chỉ có DisplayPort và muốn chuyển sang VGA. Em này, chơi luôn nhá.